Mình đây xin chào tất cả mọi người. Hiện tại mình đang có mặt tại ngay chỗ của thị xã Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người một quán mới vừa mở ra ngay chỗ ngã tư Hùng Vương và Lê Lợi. Hôm nay sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người một coi như là một góc ngõ của là trà bí đao hạt chi chia. Nói chung thì mình đi vừa đi ngang đây mình vừa thấy cái này nó cũng thú vị, mình sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người. Mình thấy cái bảng là trà bí đao hạt chi chia nè, mát gan thanh lọc cơ thể. Mình sẽ hỏi anh hot boy này ở đây một ly như vậy có xíu bao nhiêu nha. Hello anh, em đến từ kênh YouTube Minh Tây, xin chào. Cho em hỏi hiện tại anh đang bán gì ở đây đây vậy? Anh bán trà bí đao hạt chia nha mấy bạn. Dạ. Trà bí đao hạt chia anh nấu ở nhà, anh tự nấu, anh mua bí đao với hạt chia và anh pha với đường phèn. Dạ. Một ly gì anh bán cho mọi người vậy là bao nhiêu anh? Một ly gì anh bán 10.000. 10.000. Anh đây là ngày khai trương của đầu tiên của anh không? Em đi ngang em vừa thấy luôn á. Bữa nay là ngày khai trương đầu tiên của anh ha. Thì trong những hạt trà bí đao á thì mỗi người có một cách nấu khác nhau. Anh có thể chia sẻ một cái góc nào nhỏ về cái cách nấu và chế biến của anh như thế nào không? Anh có người bạn nó chỉ cho anh là trà bí đao là để gì ta, lá dứa với trà hoa cúc á vô cho nó thơm, với bí đao thì mua ngoài chợ mua bí đao già và mình gọt vỏ rồi mình để vô mình nấu với đường phèn là thành phần chính để cho nó thanh lọc cơ thể cho nó mát người á. Hạt chia rất là tốt cho cơ thể của mình ạ. Các bạn nào có muốn uống và thưởng thức ngay chỗ ngã tư này mọi người ạ, ngang quán cơm Tấm Bình Dân của Văn Dũng, ngã tư Hùng Vương và Lê Lợi, thì đối diện phía xa kia chúng ta đang nhìn thấy đó là chợ thị xã Hồng Ngự. Phía đằng góc đằng kia cũng đang nhìn thấy đó là những cái biểu tượng của con cá tra. Thì mình xin giới thiệu sơ đôi nét về một cái góc nhỏ của trà bí đao chi chia này như thế nào. Ủng hộ thầy liền á. Em thấy những cái hạt gì mở nổi lên là những hạt gì anh? Hạt chia em. Hạt chia nó nằm ở dưới á. Mình phải múc lên. Vậy mình khuấy đều lên. Lên cho nước nó ngọt hết. Chứ hạt chia nó bay lên nó bán được. Trà bí đao thì nó một cách đơn giản rồi, nhưng mà hôm nay lại kết hợp với hạt chia chia nữa. Nó đặc biệt. Đặc biệt mà cả thêm một ly khổng lồ siêu to nữa. Chỉ có 10k thôi mọi người. 10k thôi, rất là rẻ mà. Cũng như anh gắn dưới ở đây vừa mát gan vừa thanh lọc cơ thể nè. Một ly chỉ có 10.000 thôi mà siêu to luôn. Mọi người nào cũng uống ghé để ủng hộ nha. Bà ơi, bà cho con hỏi là bà đến từ đâu vậy? Long Khánh. Là Long Khánh, bà đi xe đạp ở đây luôn hả? Dạ. Mấy cái núm đảo rồi. Núm. Tao cho hai uống thử liền rồi cảm nhận liền thử coi xem như thế nào. Mày tưởng tượng như là cái gì? Hạt chia đúng không? Cái gì mà cái lá gì xinh xinh dài dài nè. Dứa. Có lá dứa. Lá dứa nó mới thơm đó. Còn để lá dứa với gì ta? Trà hoa cúc. Gì ông cúc cũng khô quá. Mình vừa chia sẻ với tất